Nhưng ông sẽ chết ngay chỗ mà ông đang đứng. Sư phụ Châu, hãy buông tay đi và hướng Phật đi. Nếu ông hứa không giết thêm người vô tội và hướng về Đức Phật, Đức Phật sẽ đưa ông về con đường đúng đắn. Một kẻ sắp xuống địa ngục mà còn nói nhiều vậy sao? Xin đừng lãng phí thêm thời gian nữa, được chứ? Trời Phật phù hộ Châu. Ta chưa bao giờ nghĩ ta sẽ thua ông. Trời Phật phù hộ Châu. Sư phụ Châu, ông là tên tội phạm tàn nhẫn. Ông đã cưỡng hiếp và cướp bóc, giết hại nhiều người vô tội. Im miệng đi. Nếu như ta phải chết, cứ giết ta đi. Đúng, ông bị thương rất nặng, và đúng là ông không đáng sống nữa. Nhưng trời Phật rất nhân từ. Giờ thì ông đã bị què chân suốt cả đời, cho nên tôi không cần phải giết ông nữa. Sư phụ Châu, từ giờ ông phải sửa chữa những việc làm sai trái của mình và tự chuộc tội đi. Nhân, ông sẽ phải nuối tiếc về chuyện này. Ta hứa ta sẽ khiến ông phải trả giá. Trời Phật phù hộ Châu. Nhân, Nhân, ta sẽ không bao giờ quên. Ông đã chế giễu ta. Ông sẽ không thể đi như vậy được. Ông nghe thấy không? Đánh vào tim nhanh như chớp, đánh vào cánh tay như mũi tên, đánh vào dạ dày như một con hổ, đánh vào háng như một con trăn,
Rồi đứng lên và dựa vào phía trước. Cân bằng trọng tâm, hạ người xuống, xoay lại và tấn công như chim én. Tư thế chuẩn bị. Được rồi, nghe đây, ta có một câu hỏi. Đức hạnh là gì? Đức hạnh là tâm hồn lành mạnh. Học giỏi có thể khỏe mạnh. Người khôn ngoan không lừa gạt hay lừa dối. Người khỏe mạnh không bắt nạt. Đức hạnh tốt sẽ được tôn trọng. Kỹ năng tạo nên sức mạnh. Nếu chúng ta giữ vững những nguyên tắc này, chúng ta sẽ trở thành anh hùng vĩ đại. Nguyên tắc của võ thuật là gì? Học võ để cơ thể khỏe mạnh. Võ thuật không phải là để đánh nhau. Kính trọng người già, yêu thương hàng xóm, tin tưởng bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau, tuân thủ luật pháp, tôn trọng công lý, bảo vệ kẻ yếu, chống lại cường quyền, cư xử lịch sự, tôn trọng bản thân, giúp đỡ người khác như cách bạn muốn được đối xử với mình. Nè, Danh, tập trung và chú ý vào. Sư Quynh, Quynh bắt bọn đệ học thuộc lòng quy tắc để đảm bảo bọn đệ sẽ tuân thủ. Nhưng đệ chưa bao giờ gian lận hay bắt nạt. Đệ tôn trọng người già, đệ luôn là người tốt. Đệ đã biết hết luật rồi, vậy thì học thuộc để làm gì? Được rồi, nếu đệ nói đệ đã nắm hết quy tắc, vậy hãy nói cho ta biết quy tắc nào là quan trọng nhất, Vinh. Đệ, qua đây. Chào Quynh. Ta muốn hai đệ luyện tập với nhau. Danh à, đệ có sao không? Thường thì Đức Phật tốt bụng và từ bi. Tuy nhiên, đôi khi thiên đường mở cửa và đầy lửa khói. Khi không còn cách nào khác, chúng ta phải sẵn sàng đánh nhau. Các đệ có hiểu không? Sư Huynh, đệ hiểu rồi. Làm vậy để làm gì hả? Được rồi, vậy là đủ rồi. Nếu sư huynh khai mà biết, chúng ta sẽ bị phạt đó. Đi nào, bắt đệ đi. Chờ đệ giới. Chờ đã, Quynh không thể nào đuổi kịp đâu. Đây nè, Nguyễn. Đẹp quá. Long Quynh, sao Quynh không hái một bông hoa cho Di Lan đi? Được thôi. Này Di Lan, muội có muốn Quynh hái hoa cho muội không? Có chứ. Được rồi, để biết rồi, để sẽ đi và giúp Quynh hái một bông hoa thật đẹp. Được rồi. Vết thương của ngài khi đánh Châu Jun Hy đã lành, và tôi hài lòng với những tiến triển này. Tất cả là nhờ quá trình điều trị của ông, một võ sư vĩ đại và thần y. Ông rất xứng đáng với danh tiếng đó. Bàn tay của ông thật tuyệt vời. Bàn tay không chỉ chiến đấu mà còn chữa lành những vết thương nữa. Sư phụ lại quá lời rồi. Mặc dù tôi đã cứu được nhiều mạng người, nhưng trong quá khứ tôi cũng lấy mạng không ít người. Đôi khi tôi tự hỏi chính mình, tôi là người chữa lành vết thương hay là kẻ giết người? Trời Phật phù hộ cho ông. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ những người cần mình và bảo vệ những người yếu thế. Nhưng để làm được như vậy, đôi khi chúng ta phải giết người. Đó là trên giới mỏng manh giữa đúng và sai. Long Quynh, Long Quynh,
Bạn để làm sao vậy? Huynh cầm lấy đi, nó chưa bị dơ đâu. Ăn đi, ngon lắm đó. Đây chỉ là bánh thôi mà, để có thể bị thương đó, đồ ngốc. 15 năm sau, cha, trận thua với nhân là sự sỉ nhục khủng khiếp. Nhiều năm liền ta đã luyện võ ngày đêm chỉ với một mục đích là để báo thù, nhưng định mệnh đã quyết định theo một cách khác. Ta sắp chết rồi, ta biết chưa? Và vì thế ước nguyện của ta chưa thành hiện thực. Cha, không, cha sẽ khỏe lại mà. Con biết là cha sẽ khỏe lại. Ta không muốn chết. Cha, 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 cha. Quá trễ rồi, ta sẽ chết mà vẫn luyến tiếc. Cha, con sẽ báo thù cho cha. Con hứa, chùa dân sẽ bị phá hủy. Con hứa với cha như vậy. Vô ích thôi. Chỉ hai con thì sẽ không thể làm được. Cha, con hứa, con sẽ báo thù cho cha. Dù có chuyện gì xảy ra, con sẽ cần sự trợ giúp của một trong những bang phái. Hãy nhờ Ương Quyền, Phi Hộ Quyền hoặc Dệ Bang. Nếu một trong những bang phái đó giúp con, thì có thể con sẽ có cơ hội. Cha, 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 cha. Nhưng mà những bang phái đó đều có chủ nhân riêng. Bọn họ không thích bị ra lệnh. Cha, cha, con hứa con sẽ báo thù cho cha. Cha, ta sẽ giết chết nhân. Ta sẽ đảm bảo rằng hắn ta nhất định phải trả nợ máu. Sư phụ, cha con trân trọng mời thầy tới dự sinh nhật ông ấy. À, dự sinh nhật ngũ tuần của cha con. Cảm ơn vì cha con đã mời thầy. Tuy nhiên, hôm đó ta phải dạy học, ta sợ ta không đến được. Cho ta gửi lời xin lỗi tới cha con. Thầy tu đáng ra phải không vướng bận, nhưng thầy luôn bận rộn với những vấn đề của thế giới. Con thật sự không hiểu thầy. Con thấy đó, chúng ta sinh ra đều có tội lỗi. Ta đã đi tới nhiều nơi giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Ngài giống hệt cha mình. Ông ấy cũng lo lắng về những người khốn khổ và khốn cùng trên thế giới này. Nhưng con không thấy những gì mà thầy nói. Dù vui vẻ hay buồn rầu, chúng ta vẫn phải sống cuộc đời của chúng ta. Ham muốn giàu sang cũng sẽ làm chúng ta khốn khổ. Đúng là khi lạnh giá, chúng ta muốn có ngọn lửa để sưởi ấm. Nhưng hãy đối mặt với nó, đó là một phần của bản chất con người. Như vậy có gì sai? Phải, đúng vậy. Con người luôn mong muốn được hạnh phúc, vậy thì có gì sai? Chẳng sao cả. Phật dạy tự tâm sẽ mang lại hạnh phúc.
và độc ác chỉ mang tới khổ đau. Như vậy có gì là sai? Được rồi, con không bao giờ tranh cãi mà thắng được thầy cả. Vậy thì thầy sẽ không tới dự tiệc. Vậy con tốt nhất là nên về nhà và nói với cha mình. À, tại sao con không ở lại thêm một ngày nữa? Ta có thể chuẩn bị quà cho cha của con, và con có thể mang về cho ông ấy. Dạ được. Quang huynh, ta muốn nhờ anh chuẩn bị một món quà. Long con, ta muốn con hộ tống cô Lo về. Dạ. Sư phụ, thầy có nghĩ con có thể đi với Long Quynh không? Dừng lại đi, đó không phải là chuyến đi chơi đâu. Để biết điều đó. Nhưng sư phụ cũng nói rằng du hành cũng là điều tốt. Chúng ta đều là trẻ mồ côi từ nhỏ. May mắn thay, sư phụ đã nhận chúng ta về. Trong 20 năm qua, chúng ta đã học hành để tới ngày chúng ta có thể giúp người khác. Đây là cơ hội rất tốt với đệ. Danh, dự định của con là ý tốt. Giờ hãy nói cho ta biết làm sao chuyến đi này có thể giúp cho con, giúp đỡ người khác. À, người ta thường nói du hành có thể giúp ta mở mang tâm trí và sẽ giúp ta hiểu rõ hơn những gì Kinh Phật đã dạy cho ta. Xin hãy để con, sư phụ. Danh, con là người không gian dối, và đó là điểm mạnh của con, nhưng đồng thời cũng chính là điểm yếu. Vượt qua lớp băng mùa xuân là vô cùng gian truân, nhưng con người còn hơn thế. Thế giới bên ngoài là nơi hoàn toàn khác. Nếu con không thể vượt qua bài kiểm tra tại chùa, thì con không thể sống sót ở bên ngoài được. Con vẫn luôn mềm yếu ở điểm quan trọng nhất và mất động lực chiến đấu. Lòng người khó lường hơn biển sâu hay núi cao. Nếu không vượt qua được bài kiểm tra này thì cũng chẳng đi đâu được cả. Sư phụ, Danh cực kỳ có khả năng thích ứng. Để ấy sẽ ổn thôi. Nó là một người vô định hướng. Nó làm gì theo cảm xúc. Nó lướt qua cuộc sống này. Đó là tính cách cũng như phước lành của nó. Có lẽ thầy đã lo lắng quá nhiều rồi. Cảm ơn người huynh đệ. Cảm ơn. Danh, ta sẽ để cho con đi. Cảm ơn sư phụ. Long Minh, trong chuyến đi này, con nên đi thăm sư phụ Phi Hồ. Sư phụ Phi Hồ, ông ấy là huynh đệ kết nghĩa của ta và là một võ sư tuyệt vời. Ta đã từng vinh dự chiến đấu với ông ta 3 ngày 3 đêm và ta vẫn không đánh bại được ông ấy. Sư phụ, liệu con có cơ hội nào được chứng kiến tài năng tuyệt vời của ông ấy hay không? Nhưng còn tùy thuộc vào vận may của con nữa. Ta muốn con đưa cho ông ấy một lá thư. Chắc chắn rồi. Lộ mặt đi.
Xin lỗi vì sự đường đột này. Xin chào, sư phụ. Là ai không quan trọng, nhưng cha ta đánh giá rất cao ngài. Ta muốn bàn một chuyện quan trọng. Và số trang sức này là món quà nhỏ cho ông, ưng sư phụ. Món quà nhỏ chứng tỏ lòng thành mà nam chủ nhân và nữ chủ nhân nhà ta muốn thể hiện. Trang sức ngọc bích này là đồ cổ, từ thời Hán, món đồ vô giá. Món đồ này từ học giả Tan, trị giá cả một gia tài. Ta có thể không phải là người giàu nhất ở phương Nam, nhưng ta không thiếu gì cả. Cho nên hãy giữ mấy món đồ giặt của các ngươi lại đi. Thầy có biết trong giới võ lâm, người từ chối làm bạn sẽ trở thành kẻ thù hay không? Các ngươi miệng vẫn còn hôi sữa, nên không làm ta sợ đâu. Bọn ta còn trẻ, nhưng mà học hỏi rất nhanh. Sư phụ, ta nghĩ ngài đã phạm sai lầm lớn. Dù các người lại đi chăng nữa, các người cũng chỉ làm máu và thịt, cũng sẽ thấy đau như những người khác. Bây giờ thì có lẽ lũ trẻ vẫn còn thích mưu mẹo hơn là luyện tập. Ông có biết là có những người không hề cảm thấy đau hay không? Mụi đã mạo hiểm rồi. Mụi không thấy đau, nhưng mụi có thể chết đó. Rất may là ông ta không biết rằng mụi biết mẹo. Bằng không, ông ta đã kết liễu cuộc đời của mụi. Không mạo hiểm, không thể giành được thắng lợi, đúng không? Chinh, bây giờ hai người đi đi. Còn Quynh thì sao? Sư phụ muốn Quynh đi gặp một người bạn cũ. Đừng lo, ta sẽ đuổi kịp hai người. Hai người cứ đi trước đi. Hẹn gặp lại hai người sau hai ngày nữa. Nè, Jin à, nhớ chăm sóc Nguyệt nữa. Dạ, tất nhiên rồi. Hẹn gặp lại Quynh. Mỗi không thể tin được, hai người chẳng thay đổi chút nào kể từ hồi nhỏ. Một người ra lệnh, người kia tuân lệnh. Xin lỗi, ngài có phải là sư phụ Hồ hay không? Chính là ta đi. Đệ tử là Long, học trò của sư phụ Nhân. Cậu
Đệ tử ở đây bởi vì sư phụ lo lắng cho thầy. Thầy không tới dự tiệc nên sư phụ nhờ đệ tử tới đây để thăm người. Đây là thư mẫu mấy gửi ngài. Khi Hồ huynh, thầy rất buồn vì không gặp được huynh vào dịp lễ năm ngoái. Hy vọng huynh vẫn ổn. Để nghĩ Sô Dung Hy đang định làm gì đó, và hắn ta sẽ tàn phá ngày càng nhiều hơn trong giới võ lâm. Để rất cần huynh giúp. Người cầm lá thư này là Long, đệ tử của đệ. Hãy chăm sóc cho nó. Nhân đã ký. Được rồi. Đáng tiếc năm ngoái nương tử của ta mất, và đó là lý do tại sao ta không tới dự lễ được. Đệ tử rất tiếc khi biết chuyện đó. Tất cả chỉ vì thanh gươm rồng. Thanh gươm rồng. Cậu biết đó, ta rất yêu nương tử của mình. Nhưng mũi ấy là người rất ghen đua, một người sử dụng kiếm rất cừ. Mũi không thể chấp nhận được là ta giỏi hơn. Mũi nghĩ rằng khi mũi có thanh gươm rồng này, mũi ấy có thể đánh bại ta. Như vậy đã đủ chưa? Sulan, cô có thể giữ lại đống đồ trang sức đó. Tất cả những gì ta muốn chỉ là một đêm bên cô mà thôi. Chỉ hai chúng ta bên nhau thôi. Rồi cô sẽ có thanh gươm rồng. Anh nghĩ tôi là ai chứ? Cô đã nhầm với anh rồi. Nghe nè, tốt nhất là hãy cứ làm theo lời ta nói. Nếu như cô biết như vậy là tốt cho cô. Chu Lan. Chú Lan, mụi có sao hay không? Mụi, mụi đoán rằng mình sẽ không bao giờ đánh bại được huynh. Tại sao mụi làm vậy? Mụi biết huynh có thể làm mọi thứ gì mụi mà. Thậm chí huynh đã trao mụi trái tim của huynh, nhưng mụi chưa bao giờ thỏa mãn. Mụi vẫn luôn muốn là người giỏi nhất. Mụi không thấy sao? Trong trái tim của huynh, mụi là người giỏi nhất. Từ lần đầu huynh gặp mụi, mụi đã có ý nghĩa hơn mọi thứ khác ở trên đời. Huynh à, mụi đáng ra phải trân trọng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Nhưng mà giờ đây, mụi phải chờ tới kiếp sau rồi. Mụi xin lỗi. Chu Lan. Thưa thầy, đệ tử rất tiếc. Đệ tử sẽ phải tham dự tiệc mừng sinh nhật của ông Lo. Đệ tử xin phép rời đi. Long à, để trở thành một võ sư tốt, không phải chỉ cần mạnh thôi đâu. Cậu có kỹ năng tốt, nhưng lời khuyên là trước khi giao chiến với một đối thủ, cậu phải đánh giá đối thủ của mình. Nếu như hắn yếu thì tấn công, nếu hắn mạnh thì phải tránh. Nếu được như vậy, cậu sẽ không có kết cục như nương tử của ta. Cảm ơn vì lời khuyên. Tôi vô tội, xin hãy để tôi đi. Shen, Tôi vô tội mà. Xin hãy để tôi đi. Tôi không có làm gì hết. Tỷ à, hãy thả cô ấy ra đi.
Giờ thì nghe đây, nàng ta toàn người tử tế. Người phụ nữ này đã bôi nhọ tên tuổi của chúng ta. Cô ta đáng bị trừng phạt. Nói dối, tôi vô tội. Anh đặt điều cho tôi. Anh bịa đặt. Anh muốn lợi dụng tôi nhưng tôi không cho. Giờ thì anh báo thù. Anh không phải là con người. Đừng có chối. Đồ bẩn thỉu. Được rồi, diệm chết cô ta đi. Đi nào. Không, hãy để cô ấy đi đi. Tôi vô tội, xin hãy cứu tôi. Tôi vô tội, xin hãy để tôi đi. Tỷ ơi. Không, anh không được làm như vậy. Xin hãy để tôi đi, tôi vô tội mà. Xin đừng làm như vậy mà. Cứu. Tỷ ơi, đừng có làm như vậy mà. Tỷ ơi. Cứu tôi với. Không, tỷ ơi, đừng mà. Không, làm ơn. Tỷ à. Cô ấy vừa mất chồng năm ngoái. Hắn ta làm gì vậy? Hắn ta là ai vậy? Cứu tôi. Tỷ ơi. Tỷ ơi. Tỷ. Đi, được rồi. Thôi nào. Anh là ai? Đừng có can thiệp vào chuyện này. Trách nhiệm của ta là giúp đỡ những người thân cô thí cô. Ở đây anh mới là người có tội. Con mụ này đúng là không biết xấu hổ. Chồng mới chết được một năm. Vậy giờ thì cô ta đi tán tỉnh người khác. Cô ta đã hủy hoại danh tiếng ngôi làng này. Cô ta thật đáng chết. Dối trá. Tôi chưa bao giờ làm điều gì trái đạo đức. Chan Phu vu cáo tôi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy giết chết cô ta đi. Cô có sao hay không? Tôi vẫn ổn. Cảm ơn chị đã cứu mạng tôi và Jane. Chị là nữ. Là mũi sao? Quynh là Long Quynh. Long Quynh. Jane ơi. Long Quynh, hãy uống trà đi. Được, cảm ơn. Xin mời Quynh ngồi. Để đi ra ngoài chơi đi. Được, xin mời. Đây rồi. Thật sự Quynh rất ngạc nhiên. Quynh không thể tin được. Quynh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp muội ở đây. Muội cũng không nghĩ là được gặp Quynh ở đây. Muội đã rất vui. Giờ nói cho Quynh biết chuyện này là sao. Đó là một câu chuyện dài. Nhưng Long Quynh, Quynh đã cứu mạng muội. Muội rất biết ơn. Tại sao gã đó lại buộc tội muội? Chen Phu luôn muốn chiếm tình cảm của muội, nhưng muội từ chối. Hắn muốn hủy hoại muội. Đồ quỷ ác độc. Hãy kể cho Quynh mọi chuyện đã xảy ra. Năm ngoái, người chồng tội nghiệp của muội qua đời. Còn có muội và tiểu đệ. Còn Chen Phu, hắn ta bị ra lý do muốn mua đất và bắt đầu tới nhà của muội. Và rồi một ngày, trong một lần ghé thăm, hắn ta đã để lộ bộ mặt thật. Thật là tồi tệ. Vì vậy, hắn đã làm vậy với muội. Nhưng may mắn thay, muội chống cự được. Hắn sợ muội nói với mọi người. Cho nên hắn đi và nói với trưởng làng là muội cố tình quyến rũ hắn. Đồ bẩn thỉu. Thứ cặn bã như vậy không đáng sống. Đồ đáng chết. Được rồi, Chi Lan, đi đi. Đưa Quynh tới chỗ trưởng làng đi. Cô sẽ đòi lại danh dự cho muội. Có chuyện gì vậy, sư phụ? Có chuyện gì? Tụi con... Chan đâu rồi? Có thể đang ở chỗ trưởng làng. Nói đi, nói ta biết các ngươi đã làm gì. Không, không có gì. Có một người lạ mặt tới. Có thể nói hắn ta rất giỏi võ công. Hắn cược rằng không có ai đánh bại hắn. Con đã vô cùng tức giận. Cho nên con... Là vậy đó sư phụ. Hắn ta rất tự phụ.
Hắn thậm chí còn nói là hắn cược rằng dù tất cả mọi người có tập hợp lại cũng không thể đánh bại hắn. Hắn ta giỏi lắm. Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Đây rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi sẽ lo vụ này. Được rồi, cậu cứ làm gì đi. Long Quynh, đây là Chan Phu. Chan à, anh đã buộc tội sai cô ấy rồi. Cô ấy vô tội. Không, không hề. Tôi đến nhà cô ta để bàn chuyện. Khi tôi đến đó, cô ta đã quyến rũ tôi. Anh nói dối. Anh biết mà. Tôi không làm vậy. Cô là kẻ nói dối. Này người lạ mặt, đừng có nhầm lẫn. Anh có nghe tôi nói không? Đồ bẩn thỉu. Đừng chối nữa. Anh chỉ là một kẻ lăng nhăng. Đúng vậy đó. Thì sao hả? Anh thì biết cái gì? Được rồi, người huynh đệ, huynh rất giỏi võ đó. Tại sao huynh lại bảo vệ một kẻ như vậy? Sao cậu lại dám gây rắc rối ở làng của ta? Chan sư phụ, có sự nhầm lẫn rồi. Dragon, Long huynh là người tốt. Well, chuyện là Chan Phu cưỡng ép Di Lan, hắn ta quý quậy danh tiếng của mũi ấy. Nhưng cô ta quý đủ để Chan Phu tới nhà của mũi ấy với danh nghĩa mua đất ruộng của nhà mũi ấy. Có lần hắn ta đã muốn cưỡng hiếp mũi ấy. Mũi chống cự lại, và Chan Phu đã buộc tội mũi thiếu đạo đức. Hắn ta đã nói dối và buộc tội mũi vô cớ. Quynh à, để cô Lan à, xin lỗi cô. Ta xin lỗi vì những chuyện Chan Phu đã làm. Xin hãy tha thứ nếu có thể. Sư phụ, tôi chỉ muốn lấy lại danh dự thôi. Tôi không muốn gì hết. Cô Lan, cả làng đều biết cô là người phụ nữ tốt. Nhưng là buộc tội được rút lại, vì em trai của ta sẽ bị trừng phạt. Tôi tin rằng chúng ta có thể giải quyết được chuyện này. Cảm ơn huynh. Đúng vậy, cũng không tệ đó, người huynh đệ. Tốt. Có chuyện gì vậy? Mũi bị thương rồi. Quynh nghĩ Quynh đang làm gì vậy?
Quỳnh thấy tốt hơn chưa? Rồi, cảm ơn Quỳnh. Danh, cái gì vậy? Nè, Danh Quỳnh. Danh Quỳnh, Quỳnh có sao không? Danh Quỳnh. Danh Quỳnh. Đây là thuốc giải độc từ chùa Dân. Nó sẽ giúp giải độc. Nhanh lên. Quỳnh thấy khá hơn chưa? Các người lại. Ta tên là Hổ. Đây là mũi của ta, Phượng Hoàng. Người hậu cận của ta, Bảo. Bọn ta tới đây để thể hiện sự kính trọng, thưa sư phụ. Vậy các người tới đây để bày tỏ sự kính trọng, hay để lấy mạng của ta đi hả? Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào ông đó. Ta trân trọng mọi thứ ở đây. Các ngươi nghĩ là ta sẽ khuất phục trước lời đe dọa của các ngươi hay sao hả? Thế e rằng các ngươi đã nhầm to rồi. Vậy thì có vẻ ông đã chọn đi xuống địa ngục rồi đó. Ông làm gì vậy? Ta đoán là sư phụ. Chắc hẳn ông ấy cũng phản ứng như ta, có phải không? Ông ấy là một đại cao thủ. Và trừ khi các người lừa ông ấy, ngoài ra các người không thể giết chết ông ấy dễ dàng như vậy. Vì ta chỉ làm những gì mà các người làm với ông ấy thôi. Quynh, trà có độc. Ông sẽ trả giá cho việc này. Quynh, đi nào. Sư phụ Long, người có bị thương hay không? Gì vậy? Sư phụ Long, hỗ trợ cha của muội đi, đưa ông ấy rời khỏi đây. Cha, đi nào. Cha, cha phải cố lên. Cha, cha phải cố lên. Con sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu. Cha, 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 Nguyệt à, xin đừng báo thù cho cái chết của cha. Hứa với cha là con sẽ để yên cho giới võ lâm đi. Hãy sống một cuộc đời bình thường. A normal life.
đôi khi cũng là điều may mắn. Cha, cha. Nguyệt. Nguyệt, bộ có sao hay không? Sư phụ lo mất rồi. Long Quynh, để đề xuất là cho sư phụ lo trước, rồi sau đó đưa Nguyệt trở lại chùa. Quynh nghĩ sao? Let's go. Đi thôi. Quỳnh đã phải chịu chuyện này vì nhà ngươi. Ta thề ta sẽ giết chết tất cả các ngươi. Con đàn bà đáng chết đó. Nghĩ xem, nó trốn rồi. Quynh đừng tự làm mình buồn nữa. Hãy nhớ, Quynh vẫn còn độc tố trong người đó. Lão già đó và chất độc của hắn. Khi trời mưa, có thể ta vô cùng đau đớn. Ta sẽ bắt cô ta phải trả giá. Cô ta phải hối hận vì làm con gái của lão. Quynh à, muội hứa, muội sẽ giúp Quynh báo thù. Trời Phật phù hộ. Ta chưa bao giờ nghĩ mối thù của ta lại gây ra cái chết của nhiều người vô tội tới vậy. Mọi việc xảy ra đều là lỗi của ta. Gia đình Châu phải chịu trách nhiệm cho những chuyện này. Thầy không nên tự trách mình. Sư huynh, cái chết của cha cô ấy là một kinh nghiệm vô cùng đau thương. Châu Nguyệt, giờ cô ấy vẫn bất tỉnh. Vậy cô ấy sẽ ổn chứ? Cô ấy không đau đớn gì. Nhưng mà nếu cô ấy vẫn ở tình trạng này, tôi sợ rằng sức khỏe của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng. Long, Danh, ta muốn hai con chăm sóc cho cô ấy. Vâng, thưa sư phụ. Quynh à, có chuyện gì? Nguyệt đang trốn ở chùa Dân. Không phải chùa Dân nữa chứ. Sẽ có ngày ta sẽ đốt cháy ngôi chùa đó. Quynh à, tại sao chúng ta không tấn công ngay bây giờ? Ta sẽ giết chết Muội, giờ rồi chúng ta sẽ phá hủy ngôi chùa đó. Dạ, vậy thì ta sẽ báo thù được cho cha. Chúng ta sẽ phải đợi. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa đủ mạnh. Chùa Dân sẽ đánh bại chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta tấn công, chúng ta sẽ đợi. Giờ chúng ta phải tránh tấn công trực diện. Chúng ta không thể để cho cô ta thoát được. À, ta phải bị trừng phạt. Cô ta không thể trốn ở đó mãi mãi. Bây giờ điều quan trọng nhất là chăm sóc gã phi hồ này. Nguyện à, có chuyện gì vậy? Con xin thầy làm ơn hãy trả thù cho cha của con. Ta biết con cảm thấy như thế nào, cô gái. Nhưng Đức Phật dạy giết người là vô ích và báo thù chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng thầy từng là huynh đệ duy nhất của cha con. Bây giờ ông ấy đã bị sát hại tàn nhẫn. Làm sao thầy có thể đứng ngoài và không làm gì hết? Ông ấy sẽ không bao giờ yên nghỉ được. Như hoa lá trên cành, chúng sẽ khô héo vào mùa đông, và sự sống sẽ sinh sôi vào mùa xuân. Sẽ không có sự sống nếu không có cái chết. Ta e rằng đó là con đường chúng ta phải trải qua. Trời Phật phù hộ con. Thầy cứ nói về lòng nhân từ. Nhưng thầy đã làm gì vậy? Thầy đã ở đâu khi cha con gặp chuyện? Người cha tội nghiệp của con.
Ông ấy chết vì thầy, nhưng thầy vẫn từ chối báo thù cho ông ấy. Thầy chỉ ngồi đây để đọc kinh Phật. Cha con chết là do ta, ta chấp nhận chuyện đó. Nhưng con mới chỉ 20, con còn là một cô gái trẻ. Vì vậy, người trẻ tuổi không nên mang gánh nặng báo thù. Và nếu cha con ở đây, ta chắc chắn ông ấy cũng sẽ không thích nghe những gì con nói. Nếu như thầy không giúp cho con báo thù, con ở đây cũng chẳng có ích gì hết. Tạm biệt. Chuyện gì vậy? Nhà Châu đang tìm kiếm muội đó. Nếu muội đi ra ngoài kia, bọn chúng sẽ giết muội. Nguyệt à, muội làm ơn đi. Muội phải ở đây, như vậy sẽ an toàn hơn ở ngoài kia. Muội không thấy sao? Nguy hiểm lắm. Dù có chuyện gì, muội cũng sẽ báo thù cho cha của muội. Tránh ra đi. Nhưng mà, Nguyệt à, uống trà đi. Sư phụ, bọn ta rất tôn trọng ông. Ta có thể làm gì cho các ngươi? Bọn ta tới đây để đề nghị liên minh. Ta học võ chỉ vì một lý do duy nhất, là để bảo vệ công lý. Ta chẳng có gì để nói với loại người như các ngươi cả. Vì vậy câu trả lời là không. Giờ thì biến đi. Sư phụ, nếu như thầy biết điều gì là tốt, thì ta đề nghị thầy hãy xem xét lại. Ta sẽ cho thầy thêm một cơ hội. Ta là người nguyên tắc. Điều duy nhất mà ta quan tâm là theo đuổi công lý. Đó là vì an toàn cho ta. Chuyện này không liên quan tới ta. Được rồi sư phụ, nếu ông nói như vậy thì quá tệ rồi. Ta đã hy vọng ông hiểu được lý do. Chúng ta nên theo đuổi định mệnh của mình, như nước luôn phải theo dòng chảy tới lòng sông. Sư phụ, đã một năm kể từ ngày danh đi, con hãy nên như vậy. Đã một năm kể từ ngày danh đi, chúng ta vẫn chưa nghe thấy tin tức gì từ đệ ấy. Lá vẫn rơi, ta không thể không nghĩ được. Con sẽ quét, thưa sư phụ. Không, ta không muốn con quét lá. Con có hiểu tại sao lá lại rơi hay không? Sư phụ, bây giờ đang là mùa thu. Lá rơi là chuyện bình thường. Lá rơi là bởi vì nó phải trụ. Và người rời đi vì đã tới lúc. Danh rời đi để kiếm huyệt, đó mới chỉ là khởi đầu. Và danh bỏ chúng ta, đó là kết thúc. Khởi đầu và kết thúc, đó là một phần của định mệnh. Nhưng con lo lắng, thưa sư phụ. Nếu nhà sư biết được bọn họ đã rời đi, thì có lẽ ngày của bọn họ cũng đã định rồi. Thời gian mà mỗi người có cũng là một phần của định mệnh. Ta tin danh là người may mắn. Muội có ổn hay không?
Muội có nên thế không? Muội đã luyện tập quá vất vả. Muội chỉ lo muội tập luyện quá sức mà thôi. Muội nói đúng. Nhưng muội có thể làm gì được chứ? Muội phải tập luyện. Sư phụ nói với huynh, cha muội giỏi cả võ và y thuật. Muội có biết tại sao không? Bởi vì hai lĩnh vực này hòa quyện với nhau. Muội thấy đó, nếu muội dùng kỹ năng của mình đi giúp người khác, thì sức mạnh tinh thần của muội cũng sẽ tăng lên. Nhưng nếu muội luôn giận dữ, muội sẽ không làm được gì hết. Tại sao trước đây huynh không bao giờ kể cho muội biết chuyện này? Bởi vì muội cứ chỉ muốn báo thù. Muội sẽ không bao giờ lắng nghe. Muội đã sẵn sàng tha thứ chưa? Muội, có phải là muội sẽ không thể báo thù cho cha và xoa dịu linh hồn ông ấy hay không? Mối quan tâm lớn nhất của ông ấy không phải là chuyện báo thù, mà đó là muội đó. Nếu như muội sống hạnh phúc, thì linh hồn của ông ấy cũng sẽ thanh thản. Cha, Nguyệt, đừng báo thù cho cái chết của cha. Hãy hứa với ta là con sẽ để yên cho giới võ lâm và sống một cuộc sống bình thường đi. Muội không thể. Muội phải báo thù cho cha của mình. Nhưng nếu muội không làm gì, muội sẽ không thể tha thứ cho mình được. Sáng dậy sớm, làm việc trên cánh đồng, nghỉ ngơi mỗi đêm, chơi với con. Nguyệt, muội có thể có cuộc sống bình thường mà không có chuyện báo thù. Tất cả những gì muội cần làm là để cho mọi chuyện qua đi, và muội sẽ không còn cảm thấy gánh nặng gì nữa. Nhưng muội không có người cùng chia sẻ về cuộc sống, và muội cũng không có con để chơi cùng. Vậy sao huynh có thể mong đợi muội có thể sống như vậy? Huynh có thể là chồng muội mà. Chúng ta có thể có rất nhiều con, và cùng nhau chúng ta có thể xây dựng cuộc sống mới. Ngay tại đây. Đẹp quá. Huynh nghĩ là huynh đang làm gì vậy? Long Quynh, danh đệ, Long Quynh, sư phụ đi. Xin kính thầy và Quang Quynh. Được rồi, giờ thì, danh đệ, hãy nói cho ta biết con đã ở đâu đi, và được sư phụ. Nếu con làm cho người lo lắng thì con thật sự xin lỗi, bọn ta đã lo lắng. Nguyệt thế nào rồi? Thưa sư phụ, Nguyệt đã bỏ ý định báo thù, bọn con đã thành thân. Được rồi, đó là tin rất vui đó. Danh đệ, ta rất vui vì cô ấy cuối cùng cũng đã tìm thấy ánh sáng, quyết định từ bỏ và ổn định cuộc sống. Có lẽ cuối cùng ước nguyện cuối đời của ông bạn già của ta đã trở thành sự thật. Người có chắc hay không? Có, chắc chắn. Tôi đã nhận được thông báo. Tôi được biết là bọn nhà sư đó đang chuẩn bị lễ cưới cho Nguyệt và Danh. Nguyệt à, cô tới số rồi. Cô sẽ phải trả giá cho cha của cô. Ta sẽ lột da của cô. Ý tưởng hay đó. Đúng vậy, chúng ta sẽ cho bọn chúng tới địa ngục để hưởng tuần trăng mật. Giờ thì muội đã sẵn sàng cho ngày vui lớn nhất cuộc đời người rồi chứ? Muội à, trong muội thật là xinh đẹp đó. Ôi Di Lan, tỷ cứ đùa muội. Tỷ tốt quá. Một lần chải nghĩa là sống lâu.
Hai lần chải, hai người sẽ sống bên nhau mãi mãi. Ba lần chải sẽ được chúc phúc, có rất nhiều con. Bốn lần chải sống sung túc ấm no, không thiếu thốn gì trong cuộc sống hôn nhân. Năm, Di Lan, vậy là đủ rồi. Thì nó cứ như là bà mối gì đó. Đây, đúng rồi. Nhanh đệ, Di Lan, hôm nay có quá nhiều việc phải làm. Cảm ơn mụi đã giúp mụi chuẩn bị. Đó cũng là trách nhiệm của mụi mà. Giờ chúng ta là gia đình rồi. Vậy bao giờ tới lượt huynh vậy? Đừng có nghĩ tới chuyện đó. Đúng rồi, đi thật tốt bụng khi đã giúp đỡ. Hai người thật là đẹp đôi. Nhanh đệ, giờ đệ phải chăm sóc cho mụi ấy đó. Và cùng sinh thật nhiều con nữa. Tân nương tới rồi. Tân nương tới rồi. Chúc mừng danh đệ. Nguyệt ơi, đi thôi. Nguyệt, muội có sao hay không? Muội vẫn ổn. Đi thôi. Nhanh lên. Nhanh huynh, nhanh lên. Báo à, báo, báo à. Nguyệt, không. Danh huynh. Danh huynh. Danh huynh. Không. Đừng mà. Danh đã bị thương rồi. Mỗi chắc là người sẽ muốn báo thù. Cứ để bọn chúng lại đi. Quá rủi ro. Hãy chạy ra ngay khỏi đi. Thôi nào, đi thôi. Đi thôi nào.
Danh đệ. Nè. Danh, đệ có ổn không? Danh đệ. Nè, nói chuyện với Quynh đi. Danh à. Cậu mong cho Danh Quynh vẫn ổn. Hãy đi gặp sư phụ thôi. Sư phụ, tình trạng của nó rất xấu. Nó bị thương nặng. Chúng ta không thể làm gì được. Thầy rất tiếc. Danh Quynh, Danh Quynh, trời Phật phù hộ cho con. Danh Quynh, đừng có chết mà. Quynh không thể chết được. Quynh còn nhớ Quynh đã nói gì hay không? Quynh nói chúng ta sẽ dậy vào sáng sớm và làm việc trên cánh đồng, nghỉ ngơi vào đêm khuya và chơi với con. Trong ánh đuốc, chúng ta sẽ nói chuyện với hàng xóm. Và khi cơn bão đến, muội sẽ lo lắng. Cho tới khi Quynh về tới nhà, muội biết, nhưng bây giờ muội lo lắng cho Quynh lắm. Hãy nói với muội là Quynh sẽ ổn đi. Đừng có lo, chúng ta còn phải làm đám cưới nữa mà. Quynh chưa định bỏ đi đâu. Danh Quynh, Quynh không nhớ khi cha mất, muội đã không vui, nhưng Quynh vẫn luôn ở bên cạnh muội sao? Giờ Quynh hãy đừng rời xa muội mà. Muội không thể sống mà thiếu Quynh được đâu. Danh à, Quynh đừng bỏ muội mà. Người ta vẫn nói chúng ta trên thờ trời Phật hay thờ tổ tiên trước? Nhưng sự thật đó không phải là vấn đề. Nếu chúng ta cầu xin Đức Phật, vậy chúng ta đã mất người rồi. Nếu đó là tổ tiên, như vậy thì chúng ta cũng mất họ. Điều quý giá nhất là những gì chúng ta tìm thấy trong trái tim của mình. Quynh hứa với muội, Quynh sẽ ở trong tim của muội mà. Quynh sẽ không bao giờ chết. Nguyệt à, Nguyệt à, Quynh hứa với muội, Quynh sẽ ở trong tim của muội, và muội sẽ cũng ở mãi trong tim của Quynh. Nguyệt à, hãy hứa với Quynh một điều. Đừng tìm cách trả thù. Quynh không muốn muội thêm buồn khổ. Quynh muốn muội sống thật hạnh phúc. Muội phải tiếp tục sống. Không, Quynh sẽ dõi theo muội mãi mãi. Quynh hứa đó. Danh Quynh, Danh Quynh, Danh Quynh, Danh Quynh, Danh Quynh à, Danh Đệ, Danh Đệ, không, không.
Danh Quynh. Quynh đệ dạy cho, đệ giết danh đệ. Con không thể ngồi yên và không làm gì hết. Long à, danh đã được Đức Phật dẫn đường. Mặc dù nó bị hận thù dây quanh, nó vẫn không thay đổi quan điểm của mình. Mặc dù nó bảo vệ cho Nguyệt, nó cũng chưa bao giờ giúp Nguyệt báo thù cho cha. Danh không nói tới Đức Phật, nhưng đã thực hiện giáo lý của nhà Phật. Ta biết nó sẽ phản đối nếu nó biết bây giờ con đang nghĩ cái gì. Hãy quên chuyện báo thù đi. Nhưng tại sao? Ta vẫn không hiểu. Tại sao ta không được báo thù chứ? Ăn đi, ngon lắm đó. Đó chỉ là một cái bánh mà thôi. Để có thể bị đau đó đồ ngốc. Không, hãy để đệ tử đi đi. Cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Quy tắc của ta là không đánh một người hai lần. Đáng tiếc lần trước ta đã đánh hổ, hắn đã bỏ chạy. Nên cậu thấy đó, dù ta muốn giúp cậu, ta nghĩ là ta không thể đánh hổ lại một lần nữa. Tuy nhiên, ta đã chỉ cho cậu kỹ thuật của ta, cho nên có thể nó sẽ giúp được cho cậu. Chúc cậu may mắn. Hay à, khoan đã. Danh Quynh, muốn nghĩ tới việc báo thù cho Quynh và cha trong từng phút giây. Nhưng cả hai người đều bảo phải từ bỏ. Cho nên muội chỉ có thể nương mình vào Đức Phật và không bao giờ tham gia vào cuộc sống trần tục nữa. Và ở đây với Quynh mãi mãi. Ta đã tắm sạch bụi bẩn vì người đàn ông ta yêu. Ta cầu nguyện trời đất hãy tác hợp cho hai ta mãi mãi. Danh Quynh, trong đêm trăng tròn, khi các vì sao đang chiếu sáng, dù Quynh có cách xa muội thế nào thì tình yêu của Quynh với muội vẫn không hề mất đi. Mùa xuân đối tiếp mùa đông, hoa nở rồi lại tàn, và mặt trăng vẫn mọc. Chỉ có những chia xa mà không thể nào quay lại. Danh Quynh, giờ chúng ta đã chia xa, chỉ có tình yêu của chúng ta là còn mãi. Muội chỉ muốn hoàn thành hết phần còn dang dở và gả cho Quynh vào đêm nay dưới ánh trăng này. Danh Quynh, đêm nay chúng ta sẽ hoàn thành lễ cưới.
Muội nhớ Quynh lắm. Danh Quynh, hãy quay lại đây đêm nay với muội đi và cưới muội như điều mà Quynh vẫn hằng mong muốn, để chúng ta có thể trở thành phu thê với nhau. Danh Quynh, Danh Quynh, người đúng là ác quỷ. Cha người rất đáng chết. Ông ta thật ngu ngốc, lại còn đầu độc Quynh của ta. Danh mới chỉ là khởi đầu thôi, và bây giờ thì giết người mới giúp ta báo thù thành công. Danh đệ, hãy yên nghỉ. Moon. Nguyệt. Moon. Nguyệt à. Moon. Nguyệt. Dragon. Long Quynh. Hãy chôn muội bên cạnh. Danh Quynh, hãy hứa với muội là Quynh sẽ. Danh Quynh, ít nhất bọn muội sẽ bên nhau mãi mãi. Không, Nguyệt à. Ta hứa, ta sẽ trân trọng, ta sẽ báo thù, kể cả khi đó là điều cuối cùng ta sẽ làm. Báo thù. Báo thù. Ta phải làm gì đây? Sư phụ kêu ta hãy quên chuyện báo thù đi. Nhưng nếu ta không làm gì, ta sẽ phụ lòng cả hai người. Ta phải làm gì đây?
Và quỷ. Ta đã đánh bại lũ quỷ đó. Ta đã báo thù cho hai người. Sư phụ, con đã không nghe theo lời chỉ dạy của người. Con muốn báo thù. Xin hãy trừng phạt con. Con đã gây ra tội lỗi. Trời Phật phù hộ cho con. Nhờ có người, sư phụ, con đã từ bỏ thế giới tội lỗi. Tốt. Sư phụ, có được người như Long thật là may mắn cho chúng ta. Đức Phật rất nhân từ, hòa bình trong giới võ lâm và cho toàn nhân loại. Trời Phật phù hộ cho mọi người.